Hello, xin chào các bạn. Vậy là chúng ta vừa bước sang năm mới, một năm với bao nhiêu hy vọng về sự may mắn và hạnh phúc. Nhân dịp bước sang năm mới thì mình xin chúc tất cả mọi người có một năm mới thật là an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe. Chúc mọi người luôn thành công trong những dự định sắp tới của mình nhé. Để mở bát cho đầu năm thì mình xin mang tới đây đó là sản phẩm chiếc Asus Vivobook Pro 14 được sản xuất trong năm 2022 vừa rồi. Vậy tại sao lại là sản phẩm này mà không phải là một chiếc máy nào khác? Bởi vì thực sự thời điểm hiện tại mức giá của em nó đang rất là ấn tượng. Chỉ hơn 15 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay một chiếc laptop với màn hình 2K, tấm nền là OLED, cùng với đó là con chip Core i5 thế hệ 11 dòng H hiệu năng cao. Mọi người có tin được không? Dành cho những bạn nào chưa biết thì nhằm tri ân khách hàng nhân dịp đầu xuân năm mới, Đúng Laptop đang sale tất cả mẫu laptop có mặt tại cửa hàng. Bên cạnh đó là chương trình rút lì xì may mắn. Khi các bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ bên mình, các bạn sẽ được rút một phong bao lì xì với nhiều giá trị giải thưởng hấp dẫn, có những giải thưởng lên tới là 2 triệu đồng. Và đặc biệt là pháp sư Đúng nhà mình sẽ tắm rửa laptop miễn phí cho anh em, diễn ra từ ngày 27 tháng 1 tới hết ngày 31 tháng 1. Nghe hấp dẫn chưa nào? Mọi thông tin chi tiết thì mình để link ở dưới phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy quay trở lại chủ đề chính của video ngày hôm nay. Đầu tiên, như thường lệ thì chúng ta sẽ điểm qua về thiết kế. Mình thấy đây là một chiếc máy có thiết kế nó không quá là cầu kỳ, nhưng phải nói là nét nào ra nét đấy mọi người ạ. Tổng thể máy khá là đơn giản với mặt lưng được làm trơn, điểm nhấn duy nhất là logo của Asus với dòng chữ Vivobook làm khá là nổi bật, và logo này thì đã được làm nổi lên, làm cho máy nâng lên một tầng đẳng cấp nhất định. Mình đố anh em biết là con máy này được làm từ chất liệu gì ấy. Nhìn từ xa rất giống kim loại đúng không? Nếu mà mình không sờ chạm trực tiếp vào như thế này thì mình cũng như các bạn thôi, cứ tưởng đó là kim loại cơ. Máy được hoàn thiện từ nhựa cao cấp, được build một cách nó rất là chắc chắn nên là trông không khác gì là kim loại cả. Nó được làm từ nhựa nên là mình thấy là máy vẫn sẽ có hiện tượng flex một chút, nhưng mà với mức giá tầm 15 triệu mà được chất liệu build như thế này thì mình nghĩ là cực kỳ ngon rồi. Và đặc biệt là máy cực kỳ mỏng nhẹ nhá, cân nặng đâu đó nó chỉ rơi vào khoảng đó là 1,4 kg, cùng với độ dày nó khoảng 18 mm thôi. Với cái độ mỏng nhẹ như này, mình nghĩ là các bạn có thể cất gọn vào trong mọi cái túi sách, các bạn có thể mang vác di chuyển một cách nó cực kỳ là nhẹ nhàng, không khác gì là vác một cuốn sách cả. Sang bản lề thì bản lề của máy là một cái dạng đường thẳng được cắt vát xung quanh. Khi mà ánh sáng chiếu vào thì nó tạo ra một cái hiệu ứng nhìn nó rất là ấn tượng. Nhìn xuống hai cạnh bên thì chúng ta sẽ có cổng kết nối. Mình nghĩ là cổng kết nối nó không phải là vấn đề quá đáng lo ngại trên chiếc máy này, vì là máy thực sự được trang bị rất là đầy đủ và dồi dào các cổng kết nối. Cụ thể là cạnh trái chúng ta sẽ có hai cổng USB Type-A, sang cạnh phải thì chúng ta sẽ có gần như là cả một hệ sinh thái cổng kết nối ở cạnh này luôn, gồm một cổng nguồn, một cổng USB Type-A, một cổng HDMI giúp anh em truyền tải dữ liệu, và một cổng USB Type-C và thêm một khe cắm thẻ microSD nữa. Mọi cổng kết nối thì gần như là dồn hết về phía bên phải này rồi, và cái việc mà dồn hết cổng kết nối về một bên như vậy thì đặc biệt là bên phải nữa thì là mình không được hài lòng cho lắm, bởi vì các anh em dùng chuột ấy, tức là hầu như là mọi người sẽ thuận tay phải và dùng chuột ở bên phải đúng không? Và cổng kết nối khi mà cắm một đống cổng vào bên phải thì nó sẽ rất là lằng nhằng dây dợ, nhìn nó sẽ rất là kiểu rối và nó làm mình kiểu khó chịu và liên tưởng tới những cái dây điện ở trên cột điện ở ngoài đường nội ấy. Tối ưu nhất thì Asus nên giải đều cổng kết nối sang hai bên. Còn lại thì với số lượng cổng kết nối như này, mình nghĩ là anh em sẽ thoải mái cho việc kết nối với những thiết bị ngoài vi, trình chiếu hay là copy dữ liệu, nó vô tư luôn, cực kỳ đầy đủ. Mình thấy là nhiều người kêu là bàn phím của em này bé, nhưng mà khi mình đặt tay vào thì mình gõ, mình thấy là nó cũng vừa phải mà nó không quá đến nỗi là nhỏ. Hay là có thể là do tay mình nhỏ quá nhỉ? Để biết được thì tí mình sẽ thử cho sếp mình gõ thử cho nó trực quan. Còn lại nhìn về kiểu thiết kế thì nó vẫn là cái kiểu thiết kế phím vuông đi cùng một form chữ, nó khá là dễ nhìn, độ nảy phím tốt. Mình có ngồi soạn thử một kịch bản review con máy này cho anh em ở đây luôn thì mình thấy là cảm giác gõ phím êm, rất là thoải mái. Mình đánh máy lâu mà nó cũng không quá là mỏi tay. Đặc biệt là phím nguồn nằm cạnh ngoài bàn phím thì sẽ tích hợp luôn cả khóa vân tay, nó sẽ rất là tiện cho anh em khi mà mở khóa laptop. Nhìn xuống dưới là touchpad thì ngược lại với bàn phím thì touchpad của máy được làm khá là lớn. Và đặc biệt nhá, vừa mình giới thiệu phần bàn phím là không hề có phần bàn phím phụ đúng không? Thì cái bàn phím phụ đã được tích hợp ngay dưới cái touchpad này rồi. Mọi người có thể bật lên bên cạnh đây. Nhìn xịn thực sự. Mình nhìn vào thì mình cảm giác nó rất là tương lai, nhìn kiểu future ấy. Khi mà anh em còn chiếc máy tính này ra cà phê hay thư viện ngồi làm việc thì mình nghĩ là mọi người sẽ chú ý rất nhiều đến cái touchpad của anh em đấy. Hoặc là không. À quên, không nói về cái trải nghiệm thì khi mà mình di trên chiếc touchpad này, mình thấy là bề mặt khá là láng mịn, tracking cũng nhanh mượt, nó không bị delay quá nhiều. Nói chung là bàn phím và touchpad trên một mẫu laptop có mức giá như vậy là rất là tuyệt vời rồi. Nếu mà cho thang điểm 10 thì mình sẽ chấm tầm 8 điểm. Mô tả tổng quan nhất về cái thiết kế trên chiếc laptop này thì mình nghĩ chiếc Asus Vivobook Pro 14 ở đây có một thiết kế nó cân bằng giữa nét thẩm mỹ và tính tiện dụng.
anh em văn phòng, sinh viên kinh tế hay là giảng viên, mình thấy dùng cái kiểu thiết kế này đều rất là phù hợp. Và cái điểm cộng lớn nhất trên chiếc laptop này đó chính là phần màn hình, chỉ với hơn 15 triệu lại còn đang được sale tại đúng laptop nữa chứ. Bạn đã sở hữu ngay một chiếc laptop với màn hình có độ phân giải là 2K. Để sở hữu những cái thông số như cái màn hình này thì thường thường các bạn sẽ phải bỏ ra số tiền tầm 19 hoặc là trên 20 triệu mới có. Mà đây chỉ với tầm 15 triệu thôi mọi người đã sở hữu được một cái màn hình nó chất lượng, nó xịn sò như này rồi. Và mình đếm được đó được thì với cái màn hình như này và tầm giá như này thì nó chỉ có thể là con Asus ZenBook Q409 chẳng hạn. Còn thực sự là rất hiếm, rất khó để có thể mọi người tìm một chiếc màn hình ngon với mức giá rẻ như này được. Độ phân giải 2K thì sẽ cho anh em hiển thị những chi tiết cực kỳ là sắc nét, cực kỳ là sinh động. Còn tấm nền OLED thì sẽ cho anh em một góc nhìn rộng hơn mà không làm mất đi chất lượng hình ảnh và độ sắc nét so với lại màn hình truyền thống. Bên cạnh đó thì việc loại bỏ bớt đèn nền và lớp màn chập thì giúp tấm nền OLED có trọng lượng nhẹ hơn hẳn so với những cái phiên bản của tấm nền khác, làm tăng tính cơ động cho cái sản phẩm này. Bảo sao là sản phẩm này nó nhẹ hơn vậy. Cùng với đó thì màn hình có kích thước đó là 14 inch cùng tỷ lệ đó là 16:10. Cộng với việc là viền màn hình được làm rất là mỏng thì làm cho cái chiếc màn hình này nó càng thêm rộng rãi, làm cho mình có một không gian làm việc nó thoải mái vô cùng. Phần viền trên của màn hình thì cũng được trang bị camera cùng cụm micro thoại. Và camera thì cũng có thêm nút gạt vật lý, nó rất là tiện và lại càng tăng tính bảo mật cho máy của bạn nữa chứ. Không chỉ vậy đâu nhá, dù đây không phải là laptop gaming mà laptop văn phòng thôi, mà màn hình cũng được trang bị lên tới là 90Hz ấy nhá. Nó giúp cho anh em khi mà xem phim, đặc biệt là những bộ phim bon tấn sẽ hoàn hảo hơn. Nó sẽ không có hiện tượng đó là đứt hình hay là bị bóng ma. Và cái việc giải trí nó cũng nâng lên một tầm cao hoàn toàn khác. Khi mà những tựa game yêu cầu chuyển động cao như kiểu bắn súng thì chơi nó rất là mượt luôn. Màn hình thì có độ sáng là 400 nits với một tấm nền OLED thì đây thực sự là một con số ấn tượng. Chưa dừng lại ở đó đâu, vẫn còn những con số ấn tượng khác. Khi độ chuẩn màu của chiếc màn hình này đó là 100% giải sRGB và 95% giải Adobe RGB, 100% DCI P3. Cảm giác như là chiếc màn hình này nó không hướng tới một đối tượng cụ thể nào đấy mọi người ạ. Vừa có tí game thủ, vừa có tí design. Nên là anh em mua chiếc màn hình này về để làm mọi tác vụ đa nhiệm nhẹ, nhớ là đa nhiệm nhẹ nhé, thì nó rất là hợp lý luôn ấy. Không chỉ có một chiếc màn hình xịn sò, máy còn được trang bị âm thanh cao cấp từ nhà Hetman Kaden. Một chiếc Ultrabook dù mỏng nhẹ thôi nhưng mà mình thấy là âm lượng khá lớn. Khi mà để mắc thì âm thanh có vẻ nghe sẽ hơi vang một chút. Bù lại thì giải bass đánh khá sâu, không gian tái tạo âm vô cùng tốt. Sang hiệu năng là một phần mà mọi người cũng mong chờ không kém khi máy được trang bị con chip đó là Core i5 11300H kết hợp cùng với 8GB RAM và ổ cứng 250GB ổ SSD. Card thì sẽ là card tích hợp của Intel. Với cái cấu hình như này thì dù bạn có mở mấy chục cái tab Chrome lên xem video hay làm việc văn phòng thì nó vẫn rất là mượt, nó không hề bị lag hay đứng hình đâu nhá. Còn giải trí thì anh em vô tư với những cái tựa game nhẹ nhàng như kiểu là Liên Minh Huyền Thoại hay là Valorant. Bây giờ thì hãy cùng mình trải nghiệm những hiệu năng thực tế trên chiếc máy này nhé. Thực sự màn hình này quá đẹp mọi người ạ. Mọi người phải nhìn tận mắt ở ngoài đời cơ. Mọi người phải thấy cái màn hình nó đẹp như thế nào. Mình đang để mức setting đó là trung bình thì mới đầu vào game mình sẽ nhận được khoảng là 60fps. Ui, combat căng thực sự. Ok, và mức FPS bây giờ đã lên tầm khoảng 70-80, khá là ổn. Mình thấy là cái tần số quét 90Hz này thì làm cái mọi cái chuyển động của mình nó khá là mượt đấy. Những cái hiệu ứng ra chiêu hay là những cái hiệu ứng di chuyển của vị tướng đều rất là không bị delay. Mình khá bất ngờ về mức nhiệt độ này nhá. Trước khi chơi thì mình cũng đã thử đa nhiệm một vài tác vụ như kiểu là xem phim hay là lướt web rồi mà. Bây giờ chơi game thì mình vẫn thấy nhiệt độ nó không hề tăng một chút nào luôn. Cực kỳ mát mẻ cho một mẫu laptop Ultrabook mỏng nhẹ như này. Bây giờ thì mình sẽ thử thao tác vài cái tác vụ phổ biến. Đầu tiên là Photoshop. Ôi thực sự cái màn hình của em máy này quá đẹp luôn mọi người ạ. Đỉnh thực sự. Ở đây thì mình đã tải sẵn một cái template về. Cái template này cũng khá là nhiều layer đây. Ok thì mình thấy là mọi cái thao tác kéo thả hay là di chuyển nó rất là mượt nhá, hoàn toàn không là bị delay hay là đứng hình đâu mọi người ạ. Cái file này nó cũng không phải là một file quá nhẹ đâu. Ok thì mình đang xuất cái video của thầy Đúng. Video này thì dài tầm 10 phút, mình xuất với chất lượng đó là 1920x1080. Thì mình thấy là máy mất tầm khoảng trước đây 10 phút thôi để có thể render xong. Nó cho thấy là con chip i5 dòng H của chúng ta làm việc trên cái ứng dụng này nó cực kỳ là tối ưu luôn. Cái tốc độ này thì mình đánh giá là nó vô cùng nhanh rồi.
Cuối cùng là về pin thì máy được trang bị viên pin 3 cell với lại 63W/h. Viên pin 63W mà máy chỉ nặng được 1,4 cân. Mình không hiểu là Asus họ đã làm một cách nào mà có thể tối ưu hóa được cái trọng lượng của chiếc máy này như vậy. Khi mình sử dụng thì mình có để độ sáng khoảng 50%, lướt web xem phim và làm việc văn phòng cơ bản thì mình thấy máy có thể duy trì từ 6 đến 7 tiếng cho những cái tác vụ đó. Cái thời lượng này thì hoàn toàn thoải mái cho các bạn sử dụng máy làm việc trong một ngày luôn. Tổng kết lại chỉ với hơn 15 triệu và nếu mua tại đúng laptop trong thời điểm này thì các bạn còn được giảm nữa cơ. Bạn sẽ được sở hữu ngay một chiếc Acer Vuebook Pro 14 với một cái màn hình 2K tấm nền OLED cùng với đó là con chip Core i5 thế hệ 11. Thực sự thì đây là một mức giá quá rẻ. Máy sẽ rất phù hợp với những bạn nào mà muốn kết hợp nhiều công việc cộng với việc giải trí ở mức nhẹ nhàng. Không biết là các bạn có cảm nhận gì về chiếc máy này? Các bạn hãy comment ở phía dưới phần bình luận để cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.